Hoa hậu Mina Su Choi bật khóc khi thăm các bệnh nhi Việt Nam. Hoa hậu Trái đất 2022, Mina Su Choi cùng với đại diện Miss Earth Việt Nam Trương Ngọc Ánh đã ghé Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh trong một hoạt động đồng hành cùng dự án Hiểu về Trái tim. Tại đây, đại diện Miss Earth, Hoa hậu Trái đất Việt Nam Trương Ngọc Ánh cùng với Hoa hậu Mina Su Choi đã động viên gia đình và trao tặng những phần cho các bệnh nhi trong độ tuổi từ 1 đến 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh. Trong chuyến thăm, Hoa hậu Mina Su Choi đã không cầm được nước mắt khi được bác sĩ chia sẻ về tình hình bệnh của các em, cũng như hành trình chiến đấu bệnh tật mà mỗi ngày các em đều phải cố gắng vượt qua. Theo lời bác sĩ, có những em không chỉ phẫu thuật một lần mà phải 2 đến 3 lần để cải thiện tình trạng bệnh, dù cho số tuổi của các em còn rất nhỏ và sức khỏe yếu. Hoa hậu Mina Su Choi chia sẻ, tôi mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy về môi trường, cũng như giúp đỡ các hoàn cảnh trẻ em khó khăn tại Việt Nam. Vì chỉ như thế, chúng ta mới có cơ hội cùng nhau tạo thêm động lực để lan tỏa những hành động tích cực đến với tất cả mọi người. Diễn viên Trương Ngọc Ánh bày tỏ, yêu thương các em thật nhiều và cảm ơn quý Hiểu về Trái tim đã luôn đồng hành, giúp đỡ và hỗ trợ các em những năm qua. Lần nào đến thăm cũng vẹn nguyên yêu thương như ngày đầu. Cuộc thi Miss Earth Việt Nam 2023 đã chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh cho đến ngày 17 tháng 8. Riêng với các thí sinh đã đoạt danh hiệu trong các cuộc thi Hoa khôi, Người đẹp từ 2018 đến 2022 sẽ được ban tổ chức xem xét để đặc cách vào tham dự vòng ghi hình truyền hình thực tế.